Xin chào các bạn, mình là Kiên. Ngày hôm nay mình xin phép được hướng dẫn các bạn cái phần để chúng ta cắm output ra là stereo hay là mono. Ở đây mình có cái đàn E7. Thì những cái dòng phân khúc cao họ sẽ có cái chỗ như thế này, output đây. Và các bạn sẽ cắm một dây ở mono là sẽ ở đây là một dây. Còn hai dây thì chúng ta sẽ cắm là left và right. Left và right. Đây ha. Đấy, chúng ta nhớ đi sâu chúng ta sẽ cắm vào hai chỗ này là cái đàn tổng phổ như thế này. Đó. Qua là nói vậy ha. Đó, đây chúng ta cắm ở cái chỗ đây. Nhớ cái chữ output nha các bạn. Tất cả các dòng đàn nào có chữ output, các bạn kiếm ngay cái chữ output này và cắm vào đây, một dây thì sẽ cắm vào đây, hai dây thì cắm ở left và right. Ok, chúc các bạn thành công.